Tại sao cô phải về ở với Tư Dịnh mới được chứ? Tại sao? Tôi đâu có để cho cô thiếu thốn. Nợ nần với nó tôi cũng đã thanh toán xong rồi. Cô còn cười được nữa. Tôi cười chứ. Tôi cười bản thân mình. Chuyện cứ đơn giản như người ta ăn một cái bánh, vậy mà tôi không thể giải quyết được. Tôi sẽ phải gặp thằng Tư Dịnh. Tại sao? Gặp để làm gì chứ? Hay là hai người gặp nhau để thỏa thuận? Bạn giao tôi cho ai nữa đúng không? Anh đang muốn anh sở hữu hay là anh ta? Hai người muốn gì? Cô nói cái gì hả? Tôi nói rồi, anh không nghe rõ sao? Tốt nhất là tôi nên chấp nhận mọi chuyện. Dù vui dù buồn cũng phải cố chịu đựng. Tháo cái gông này ra thì cũng có cái gông khác đeo vô. Cô Lệ. Chú. Trời ơi, hỏi thăm hoài tôi mới tìm ra cái chỗ cô nằm đây. Con trai chú đám cưới sao rồi? Tôi cũng cố gắng làm cho nó xong cô. Phải chi mà con có tiền, con sẽ giúp đỡ cho chú. Không thì diện đánh cô, tôi đứng ở ngoài cửa. Chả mang quá. Đứa nhỏ đó có tội gì mà nó hành hạ vậy chứ? Thôi chú, chú đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Ê, hình như có công an khu vực kìa. Tôi đã nói rồi, cái gì cũng từ từ mà anh không nghe. Bây giờ biết tính sao đây? Bây giờ tôi tính như vậy, mày ra phía sau mày biến giùm tao đi. Má nó. Dạ, mời mấy anh vào. Mời mời mấy anh ngồi. Ủa, tay chân sao băng bó vậy anh Tư? À, can mấy thằng nhỏ trong xóm nó đánh nhau đó mà. Vậy còn chị bên hẻm 13 là sao? À, mấy đứa nhỏ đã đánh bài, ăn thua, máu lên rồi tụi nó đánh nhau. Tụi mới nhảy vô tụi can, nó đánh lầm trúng cái tay tôi nè. Mấy ông dở quá, gần 10 người mà không đánh lại một thằng là sao? Thế nào Tư Lê, chuyện bắt đầu từ đâu? Anh gây rối có băng nhóm, có tổ chức. Làm gì có chuyện đó. Trời ơi, chuyện là vậy nè. Chú tha tôi xin hứa lần này là lần cuối cùng. Chú nói gì vậy? Chú vừa vô thăm Lệ Lệ. Đúng, tôi vô thăm Lệ Lệ. Vậy là chú không phải là... Tôi là anh trai của Lệ Lệ. Chú ngồi xuống đây, tôi hỏi chuyện chú một chút. Anh trai của Lệ Lệ có chuyện gì xảy ra với Lệ Lệ? Tôi là thợ hồ, hai thợ hồ. Cống nghẹt nè, điện hư nè, cái gì cổ cũng kêu tôi hết á. Đôi khi á, cổ còn đưa chìa khóa cho tôi để giữ hàng tháng trời. Tôi hay làm lặt vặt cái chỗ vũ trường cổ làm á, cho nên quen. Rồi mới trở thành thân tình. Người tốt vậy mà tại sao cổ không gặp may chứ? Bữa cổ hẹn tôi qua nhà Tư Dịnh để cho tôi mượn một ít tiền để làm sính lễ cho thằng con trai. Khi tôi vừa tới thì... Nếu mày còn giữ nó thì mày sống cũng không bằng chết đâu. Trời, tôi sợ thằng Tư Dịnh nên tôi mới lén lên vũ trường để tìm cổ. Thì bà bếp bà mới chỉ tôi qua đây. Nghe đâu cái thai đó không giữ được. Tội nghiệp. Cô Lệ chắc chắn là không thoát khỏi cái tay thằng Tư Dĩnh này đâu.
Cảm ơn chú. Anh Thám hả? Có chuyện gì không? Tôi có thông tin về tên sách, cần báo cho anh biết, nhờ anh xác minh dùm. À vậy hả anh? Dạ dạ, cảm ơn. Anh đợi tôi một chút nha. Đợi một chút. Anh đợi chút nha. Dạ. Được rồi, anh nói đi. Hắn xuất hiện ở chỗ Bãi Đắc và Hải Thọ, cả hai thuê nhà ở quận 4. Hắn có xung đột với một tay giang hồ tên Tư Le, là chủ sòng bài ở khu vực đó. Anh Thám à? Dạ. Dạ anh Thám, chính xác là địa chỉ bao nhiêu ạ? Địa điểm đó. À, khu sòng bài 392 xuyệt 125 xuyệt 45 Tôn Đản, quận 4. Dạ, cảm ơn anh Thám nhiều lắm. Con ngoan quá. Con bú giỏi nha. Chị, cho tôi hỏi cô gái nằm ở phòng này đâu rồi? Cổ bị hư thai, chuyển xuống phòng cấp cứu rồi. Ê, chào anh Tám. Khỏe anh hả? Từ từ, ngồi đi. Chú Tư dùng gì kêu luôn. Dạ. Dạ anh dùng gì ạ? Cho tôi ly cà phê đá. Dạ anh đợi chút nha. Chú Tư à, hôm nay tôi mời chú ra đây là vì chỗ thân tình, mong chú hiểu cho. Tôi hiểu mà. Anh muốn cái gì thì cứ nói đi, đừng có ngại nghe. Xin phép chú cho tôi nói chuyện lệ lệ. Chú Tư à, nếu tôi nói có gì không phải, mong chú bỏ qua cho. Tôi xin chú bớt nông nảy với Lệ Lệ một chút. Tội nghiệp, thân phận đàn bà mà. Chú mạnh tay quá không nên, rồi vợ chồng đâm ra không hay. Dạ em mời anh ạ. Anh Tám nè, em cảm ơn anh đã nhiệt tình, nhưng thiệt là khó khi người ngoài chỉ nhìn vô hiện tượng để mà kết tội. Nếu là anh á, anh có thể chấp nhận con vợ của mình mang thai với thằng khác không? Mẹ nó, tôi chưa giết nó là may rồi. Tôi thấy cái nghề của Lệ Lệ á cho chú cảm giác như vậy thôi, nhưng mà thôi anh, nó nói ra trả một hai, nó nói là con của tôi à, nhưng làm sao mà qua mắt được tôi chứ. Nói như vậy, trên đời này rồi đàn ông toàn nuôi con người khác hay sao? Nhưng mà thôi, nói thiệt với anh nha, hãy tôi ghen lên cái là tôi điên như vậy đó. Thật ra thì tôi cũng không phải thằng tồi đâu. Chú nói vậy tôi chịu đó. Tôi nói thiệt với chú chứ, tôi buồn nên lên chơi với mấy đứa nhỏ thôi. Mai tôi phải về dưới rồi, tiệm vàng bỏ không ai coi. Cho nên tôi mong là chú bớt nóng nảy mà bù đắp cho cô Lệ Lệ. Thỉnh thoảng tôi lên, anh em mình lại gặp nhau. Dạ, không làm thì thôi, nếu mà làm giao cho người khác thì không được đâu. Mà anh giỏi thiệt nha. Lớn tuổi rồi mà chưa chịu nghỉ nữa. Một mình tôi là 4 tiệm vàng cả thải, ở Cần Thơ là tiệm lớn nhất. Mấy đứa nhỏ có chồng có vợ, đâu đứa nào phụ tôi đâu. Có dịp nào em về Cần Thơ em điện cho anh Tám nghe. Ôi trời ơi, vậy tốt quá rồi, tôi tiếp đón nồng hậu luôn. Hay là vậy đi, khi nào Lệ Lệ ra viện
chú đưa nó về dưới, tôi lo hết. Chú Bảy. Ok Lệ, con mới tỉnh lại đó hả? Con dạ. Thấy trong người sao? Con thấy hơi chóng mặt thôi chú. Mà bây giờ mấy giờ rồi chú Bảy? 4 giờ sáng. May mà bác sĩ nói cái thai nó còn non đó. Thằng Sách nó vừa về, nó khóc suốt mày ơi. Nó biểu tao á, ngồi đây canh mày dậy á, đưa cho mày cái thơ này nè. Em thu xếp đi, anh sẽ đưa em rời khỏi đây. Anh sợ mọi chuyện sẽ liên lụy đến em. Đó, chắc là mày biết hết chuyện rồi. Làm theo ý nó hay không tùy mày. Ơi, chú Bảy cũng không biết làm cái gì bây giờ. Nè, quyết định sớm để còn kịp đó con. À, cái thằng cha hai thợ hồ gì đó kể cho nó nghe hết chuyện của mày rồi. Chú nói sao? Hai thợ hồ nó biết hết chuyện rồi. Tội nghiệp nó lắm. Nó cho hai thợ hồ tiền nhiều lắm. Tao hỏi nó thì nó nói là mày hứa cho người ta tiền làm đám cưới gì đó. Chú Bảy ơi, tôi chết rồi chú Bảy ơi. Bên ngân hàng người ta có thể tìm ra số seri tiền. Hả? Là ảnh tiêu luôn đó chú. Là sao? Con gọi điện thoại cho nó đi con. Gọi đi. Sao con? Hả? Đứa nhỏ chết rồi. Anh nói gì? Con tôi. Nó là con của mày à? Anh nói gì vậy hả? Anh nói vậy là tội nghiệp cho Lệ Lệ, em biết không? Mày. Anh bình tĩnh lại đi. Thằng giả nhân giả nghĩa. Mày. Đừng để tao gặp mày một lần nữa. Nếu gặp tao sẽ treo cổ mày lên đó. Được không? Dạ. Chú ơi cho tôi coi cái kiền này. Dạ, dạ chú chờ chút chú. Lè,
Mà nhớ khi viết thiệp phải mời chú Sách. Còn cái vụ đại diện họ là để ba qua nhờ nghe. Tội nghiệp, người đâu mà tốt quá trời. Dạ. Cái này là 16.050.000 chú. Tôi coi thử chú. Dạ, chú cứ coi. Đẹp quá. Hay là mày điện cho vợ mày lên đây để cho nó đo ni coi. Dạ. Chú Tư. Chuyện gì đó ông hai? Dạ, dạ không giấu gì chú Tư. Một tuần lễ nữa là đám cưới thằng con trai lớn của tôi. Tôi định qua để mời cô chú. Chú ngồi đi. Dạ. Có tiền làm đám cưới rồi hả? Dạ, cũng nhờ cô Lệ Lệ hết. Không biết cái ơn nghĩa này bao giờ tôi mới đền đáp được. Mừng cho chú. Chú còn thiếu gì nữa không? Cảm ơn chú. Dạ tôi đủ hết rồi. Mà có sao? Té xe. Dạ. Chú cần tiền thì nói tôi nha. Cảm ơn chú. Thì cô Lệ cô cũng giúp tôi đã gần cả 100 triệu rồi. Hả? Dạ. Vậy thì tốt rồi. Chú chờ tôi chút nha. Dạ. Tiền mặt, tiền ngân hàng, cảnh sát sẽ lần ra hết. Dạ thế nào thì chú cũng qua dự với cháu nó một bữa nghe chú Tư. Con qua chứ. Dạ thôi xin chào chú Tư. Tôi còn đi vòng vòng để gửi thiệp nữa. Dạ. Chào chú. Dạ. Alo. Tao đây. Mày bùa vàng tới đâu rồi? Đi với anh. Em nhanh lên, chú Bảy đang đợi ngoài trước đó. Đi. Không, em không đi đâu. Không còn cách nào khác nữa đâu. Không, em xin anh. Về dưới đó. Em phải về. Về gì anh cũng được. Không thì người ta sẽ bắt em. Số tiền đã bị lộ hết rồi. Xa lạ lắm. Sao
anh đưa tôi đâu đó? Xuống nhà khác. Hai người xin lỗi, tôi lộn phòng. Người gì đâu mà kỳ cục. Cô ơi, cho tôi hỏi, cái chị ở phòng cấp cứu chuyển qua phòng số 10 bây giờ đang ở đâu vậy? Trốn viện rồi. Trời ơi, bệnh tình chỉ nặng như vậy mà trốn viện sẽ nguy hiểm lắm đó. Cảm ơn. Chút nữa bà phải nhớ, cái gì không biết là nói không biết. Khi tôi nhìn á là bà im lặng, khi mà tôi gãi đầu á bà phải ngừng ngay. Mệt quá, nói hoài. Mệnh vô. Mệnh ngồi. Dạ. Mời chú ngồi. Dạ, cảm ơn. Tôi là Thám, người của đội điều tra trọng án. Có một vài điều mà cơ quan điều tra muốn biết. Anh chị sẵn sàng hợp tác chứ? Dạ, xin sẵn. Dạ. Anh thuê hai thợ hồ làm bảo trì bao lâu rồi? Dạ cũng được 1-2 năm rồi anh. Dạ. Ổng mới đầu chỉ chống thấm lặt vặt thôi. Sau này tôi thấy ổng hiền lành với lại thật thà, nên tôi mới nhận ổng vô chỗ làm để giúp ổng có thêm chút tiền. Nhưng mà có vấn đề gì không chú? Hai thợ hồ thường kết thân qua lại với ai trong vũ trường? Chuyện này thì tôi cũng không có rõ lắm. Dạ có. Anh hai thân với cô Lệ Lệ, là gái nhảy ở vũ trường của tôi. Tư Vịnh trả nhà trước đây 2 ngày và đi đâu không rõ. Hiện chủ nhà là người gặp y lần cuối cùng và xác nhận y bị bầm dập mặt mày. Vấn đề tạm trú của anh ta thì sao? Anh ta đăng ký tạm trú với tên Trần Vịnh, có hộ khẩu thường trú ở Bình Dương và thông tin xác minh đã được gửi về tỉnh Bình Dương. Tốt. Ông chỉ với con cái làm được hà? Ông đi nghỉ cho nó khỏe. Nói với con vậy á, còn gì là nghệ thuật nữa chứ. Chơi cây kiển mà có người chăm sóc thế thì còn gì là thú. Dạ. Cái thú á là tự mình cắt tỉa chăm sóc cho nó. Ở dưới quê của con á, người ta bón phân tưới nước á là cây nó lên tươi tốt hà. Bậy. Còn cái thế cây nữa, rồi còn dụng ý nghệ thuật nữa. Dạ. Thí dụ á, như cây mai đằng kia. Dạ. Con thấy cái thế nó dương hẳn lên thì gọi là lão mai độc thọ. Dạ. Nghe không? Rồi cũng là cây mai. Dạ. Nhưng mà cạnh nó cong xuống tới đáy. Dạ con người biết. Ta gọi là thế thác đổ. Ông ơi có khách. Ủa, ai tới vậy? Dạ. Con ra mời vô đi. Con chào chú. Anh Tám. Chú Tư. Bảy à, thằng Sách nó có nói chừng nào nó quay lại không? Chưa biết. Nó đưa con bé Hai đi đâu không biết nữa ta. Hai Thọ nè. Hả? Gì? Tao nghĩ hoài mà không cắt nghĩa được. Thằng Sách mà nó tàn ác như vậy sao mày? Tao nghĩ ác với thiện ở trong con người mình mà. Hồi xưa nghe thằng Hai Sang kể lại á, là cái tụi côn đồ đem ba nó ra bắn á. Thằng Sách nó rình nó nhìn thấy hết. Kể từ đó nó không hé răng nó nói ra với ai. Hỏi dữ lắm á thì nó mới trả lời là có hay không. Và có khi nó không thèm trả lời. Tâm bệnh mà mày. Hai Sang thắt cổ cũng vì nó. Là sao? Tao nghĩ Hai Sang nó biết cái chuyện buôn lậu biên giới, nhận tiền 600 thuê để giết anh Hai Phi Hùng, kể cho thằng Sách, cho nên mới ra nông nổi đó. Mày nói như vậy là... Đừng hỏi nhiều, cứ tự luận đi rồi sẽ hiểu.
Anh Tư ơi. Ừ, ngồi đi. Nè, sao rồi? Tôi cho tụi nó tỏa khắp nơi, cũng không thấy hai lão già đâu hết á. Còn mấy sòng bài? Rồi, cũng không thấy. Má nó, tao mà bắt được thằng bảy đất, tao cắt cân chân thằng già đó. Dạ vậy sao? Tôi thì khác anh á. Con bò á, mà đem ra làm thịt á, cuối cùng rồi sẽ hết. Phải bắt cày ra lúa mới được. Tiếp tục đi tìm đi. Tìm xong rồi tính. Phải rồi, trừ khi hai lão già đó mọc cánh bay thôi. Đó, chú thấy chưa? Cơ ngơi như vậy á, mà ở mình có buồn không? Nếp tẻ nội ngoại hai bên có đủ á, mà có đứa nào chịu về ở đâu. À, Lệ Lệ đâu? À, cô về quê dưỡng bệnh rồi anh. Em cũng tính về đó thăm cổ nè. Cho tôi gửi lời thăm cổ nghe. Tội nghiệp, quẩn quẩn ghé chơi nghe. Mời ăn với tôi bữa cơm mà cũng không chịu nữa. Để dịp khác đi anh. Hôm nay em có chuyện bận. Ngày còn dài mà. Thôi em đi nha. À, chào anh. Thì thôi tôi đành chờ vậy. Nhớ nghe. Dạ. Quẩn quẩn ghé ăn bữa cơm nghe. Giữ sức khỏe nha. À, dạ em đi. Anh đi. Anh đi. Anh Sát, chắc em chết với anh quá. Anh về hồi nào vậy? Anh vừa vô nhà. Anh không nghe được cái gì từ phía cảnh sát cả. Chỉ có tụi giang hồ đồn anh là Bành Ngọc Đường. Nghe cũng hay hay. Ông thầy thuốc có vẻ là giỏi võ nghệ, cũng có vẻ thích anh. Em uống được mấy thang rồi? Còn hai ngày nữa thôi. Em thấy có đỡ hơn không? Đỡ nhiều rồi. Anh Sách, cảnh sống như vậy phải diễn ra bao lâu nữa hả anh? Em đừng hỏi anh nữa có được không? Khổ tâm cho anh lắm. Em chưa hề làm khổ anh. Em chỉ mong được sống bên anh. Đó là một ước mơ mà em đã nuôi nấng từ thuở nhỏ cho tới bây giờ. Đó là cách anh được nhìn thấy ánh sáng. Em hãy nhớ lấy, anh nói với em chỉ một lần duy nhất thôi. Anh sinh ra không phải là để ở tù, và anh cũng chưa bao giờ có ý định đó. Nhưng cái cách sống chui sống nhủi như vậy, anh sống được bao lâu chứ? Để em đi. Lý giải được mình, cô Lệ Lệ à. Tôi đã từ giả cuộc sống cô đơn để tìm lên thành thị. Rồi khi nghe cô có dự định về miền Tây, tôi lại quay về. Chẳng ai hiểu gì sao. Bây giờ cô ở đâu? Vui hay buồn? Anh trở lại làm gì? Trời ơi, giá như có ai làm thay đổi con người trong anh,
trả lại cho anh tâm hồn bao dung của ngày nào. Sách ơi, tỉnh lại đi anh. Nếu đổi được mạng sống này để đem lại cho anh lòng vị tha lương thiện, em cũng sẵn sàng. Có chuyện gì? Dạ, có anh hôm trước đưa vợ tới bốc thuốc. Ra mời họ vào. Dạ. Sao tới sớm vậy con? Dạ chào thầy. Bà xã có khỏe không? Dạ cũng đỡ nhiều lắm rồi thầy. À, ngồi đi. Dạ. Buổi sáng ở đây yên tĩnh lắm. Dạ mời thầy. Thầy khỏe chứ thầy? À, cảm ơn con, thầy khỏe. Dạ, con tới bốc thêm vài thang thuốc cho vợ con. Nè, con có vẻ hốc hác dữ lắm. Dạ, độ trầy con tự nhiên thấy mất ngủ quá thầy. Chào chú. Chú khỏe hả chú hai? Dạ, dạ chú là ai mà biết tôi? Biết chứ. Cô Lệ Lệ đâu? Cô Lệ Lệ bên vũ trường hả? Cô đi lâu rồi. Lâu là bao lâu? Ai đã giúp cho chú một số tiền để mua sính lễ làm đám cưới hả? Nhưng mà chú là ai? Chú có vẻ quan tâm tới điều đó. Còn tôi đang muốn biết vì sao chú có tiền. Ai nói trước đây? Thiệt ra là tôi lượm. Ở đâu? Ở vũ trường Trường Thành. Vậy thôi hả? Dạ, tôi lượm gần 200 triệu của ai đó họ bỏ lại, rồi thấy không ai biết nên tôi ém luôn. Chú có vẻ thành thật. Tôi cũng hết sức thành thật đây. Tôi là cảnh sát. Chú nên coi lại bộ luật hình sự và quy định xử phạt đối với những người có hành vi bao che, đồng phạm với người phạm tội. Hãy gọi cho tôi nếu chú thấy cần thiết. Dạ. Cũng nên gọi cho đồng bọn của chú báo lại cuộc gặp hôm nay. Chào chú. Tư Vịnh vừa ghé tôi hôm qua. Anh có khỏe không chú? Ủa, cô không gặp Tư Vịnh sao? Anh không biết chỗ con ở đâu. Với lại con cũng không muốn gặp anh ấy. Tùy cô thôi. Mà cô gọi tôi có chuyện gì không? Dạ con gọi chú. À mà không, con gọi thử coi chú có còn xài số đó không mà thôi. Cô có chuyện muốn nói với tôi, nhưng mà không nói phải không? Cô sợ hả? Dạ không, con đâu có sợ gì đâu. Khi nào chỗ ở của con ổn định rồi con mời chú qua nhà con chơi nghe chú. Tôi suy nghĩ về cô nhiều lắm. Nếu mà cô không ngại, tôi xin phép sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho cô. Cô còn trẻ, còn phải có chồng, có con, để còn có chỗ mà nhờ tấm thân chứ. Con cảm ơn chú đã lo lắng quan tâm, nhưng bây giờ con cũng coi là tạm ổn chú à. Tôi không có thói quen can dự chuyện riêng người khác. Nhưng mà nói thiệt đó, tôi buồn vì cô nhiều lắm. Ngu không thành thật. Nhưng thôi, nếu cô cần thấy tiện thì nói, còn không thì thôi. Chú Tam, trong lòng con, con luôn coi chú như là một người chú, người cha. Rồi một ngày nào đó con sẽ nói hết cho chú hiểu. Cô nhớ
là tôi có thể sắp xếp được hết. Cô đừng sợ bất cứ điều gì. À, cái thằng quỷ này mày chạy xe kiểu gì hả mày? Đi đường không biết nói gì hả mày? Chạy chạy cố vô. Dạ em xin lỗi. Lỗi phải gì? Dạ. Coi tay kìa. Chạy 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 cho cố vô. Dạ. Đó. Dạ em xin lỗi. Thiệt tình là em có cố ý rồi anh. Anh à, nè. Mà bây giờ chú em cứ từ từ cho qua phân quay chứ. Thôi không cãi gì đâu vậy. Đập chết mẹ đi. Cái tội phóng nhanh vượt ẩu nè đó. Bà ơi, coi đi. Phóng nhanh vượt ẩu đi bác bảy. Thôi thôi được rồi. Thằng cháu này tôi biết. Thôi chuyện đâu còn có đó. Nè, cái chuyện đưa người ta đi bệnh viện nè, cái mạng người là quan trọng nhất. Thôi được rồi, để tôi tính. À nè, đau quá chị ơi. Cô cầm lấy số tiền này đi. Đau quá. Bảy đắt giàu dữ ta. Không bao nhiêu đâu, cầm đi con. À vậy nha. Tôi thấy chú em mày là người tốt. Thôi bây giờ nhờ chú em mày đưa người ta tới bệnh viện luôn nha. Còn hiện trường cứ giữ lại đây đi. Không sao đâu mà. Lỗi phải gì ra hết mà, phải vậy không? Thôi được rồi. Vậy đi. Chị có sao không chị? Bác Bảy. Thôi đứng lên đi chị. Không sao rồi. Tôi thấy hình như anh đang đỏ lại rồi đó nha. Con lại cha, cầm tiền đi giùm cái. Mới đỏ được có mấy cây à, lại hỏi hoài à. Bắt luôn. Chi đi mày. Tôi nghĩ là anh phải thưởng cho tôi gấp một chục lần như vậy. Chuyện gì mày? Tôi đã tìm được bảy đắt. Bảy đắt? Bảy đắt không biết tiền ở đâu mà nó xài xộp lắm. Ba cây. Tôi nghĩ đi. Quá nó. Quá. Trước kìa. Alo. Má nó. Từ sáng giờ đen như mõm chó. Giờ mới có được một cây mẫu binh à. Về rồi hả? Anh đã xác thuốc cho em ở trong rồi đó. Mà anh đi nhanh quá vậy. Trời, em cứ làm như anh ở xa lắm vậy. Anh còn ngồi nói chuyện với ông mọi thứ cả tiếng đồng hồ đó. Uống cà phê hả anh? Không, uống trà nói chuyện. Vui không anh? Vui. Vui tới mức ám ảnh lận. Con người luôn đứng trước sự lựa chọn của hai bờ thiện ác, chẳng cách xa nhau bao nhiêu, một khoảnh khắc thôi. Nhưng ở bờ ác thì khó mà trở về bờ thiện. Còn ở bờ thiện mà bước qua bờ ác hết sức là dễ dàng. Sao lại như vậy hả thầy? Bởi vì u mê. Anh tính đi Tịnh Biên. Làm gì? Kiếm việc gì đó làm. Chứ ở nhà chán lắm rồi. Anh không sợ sao? Em nói gì? À không, ý em hỏi là chừng nào anh về? Tùy. Lâu quá thì 5-7 ngày.
Còn nhanh thì 1-2 ngày. Vậy anh có cần gì đem chuẩn bị cho? Thôi khỏi. Để anh đi lấy thuốc cho em.